Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một căn nhà gọi là siêu phẩm tại dự án Star Village. Như mọi người nhìn thấy, Phước Sửu đang đứng tại phía trước của căn nhà với diện tích là ngang 5 dài 23 quý chị ạ. Và được thiết kế gồm một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái. Đây, như mọi người nhìn thấy này, căn nhà khá đẹp và có rất là nhiều cây xanh. Hôm nay thì Phước Sửu cùng với mọi người khám phá về căn nhà tại dự án Star Village này và đồng thời chi tiết về căn nhà này nhé. Với cách thiết kế khá đẹp cả nhà, sân trước, sân sau và được thiết kế là từ trước nhìn ra sau, cửa rất là thoáng nên nó là luôn luôn đón gió ánh sáng cho căn nhà, luôn luôn có những cái gam màu sáng nhất định. Và như mọi người nhìn thấy thì xung quanh cây xanh khá nhiều luôn. Chủ đầu tư trồng khá nhiều loại cây xanh như là trang leo nè, rồi cây hoa hồng, cây sứ và cây sung. Và xung quanh thì chủ nhà cũng trồng những cái vườn rau để có những cái bữa ăn ngon khi mà không sử dụng những cái loại rau mua từ ở bên ngoài. Đây, một gam màu khá đẹp và những cái cây trang leo gọi là đang đua nhau thì sắc, đua nhau nở ha. Với cái căn nhà này thì thiết kế gồm là một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái nên có được 4 phòng ngủ lớn và ở trên thì có phòng thờ nè, sân thượng trước, sân thượng sau. Và có một điều đặc biệt tại cái căn nhà này đó là mặc dù phía sau nhưng mà chủ đầu tư vẫn hỗ trợ cho chủ nhà để làm ban công, nên mặt trước và mặt sau tất cả những cái căn phòng đều có những ban công rất là thoáng và trồng khá nhiều loại cây xanh. Và đặc biệt là ở đây thì chủ nhà này trồng nhiều loại hoa khác nhau và có một cây siro nhiều trái luôn. Từ bên trên cao nhìn xuống thì căn nhà nằm giữa một cái khoảng đất trống khá rộng, xung quanh thì cây cỏ thoáng mát. Và đặc biệt từ căn nhà này thì mình có thể là nhìn ra bờ sông nè, vị trí khá đẹp nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhìn tổng quan sơ qua về dự án Star Village này nhé cả nhà. Rồi bây giờ mọi người cùng với Phước Sửu mình đi một vòng xem qua cái dự án Star Village này có gì hấp dẫn và có khá nhiều cư dân về ở đây ha. Cây xanh thì như mọi người nhìn thấy thì bạc ngàn và một màu xanh cực kỳ là xanh mát luôn. Và kế cận những cái căn nhà là những cái bờ sông thoáng mát. Và ở đây thì bảo vệ 24/24. Đây, bây giờ là Phương Sơ cùng cả nhà để xem lại cái căn nhà này với cái con đường như thế nào ha. Hiện diện trước một con đường là 12m và vỉa hè khá rộng, đổ xe hơi thoải mái. Thì căn nhà này được nằm một vị trí gần bờ sông. Đây, phía trước thì xe hơi đậu thoải mái nha cả nhà. Và đây là xe hơi đang đậu trước một cái căn nhà mà 5x23 mà Phước Sửu đang bay lay cam ha cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về khu dân cư Star Village ha. Star Village thì nằm ở Nhà Bè và thuộc đường Ngô Quang Thắm. Thì tại đây là thuộc xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Khu dân cư Star Village là một khu dân cư gọi là khép kín. Theo như mọi người được biết thì đây là khu dân cư vị trí khá đắc địa và có một cái cách quy hoạch thêm một cái kiến trúc là hình cánh quạt khá đẹp luôn. Như mọi người nhìn thấy trong video thì mình bắt đầu là đi dạo vào bên trong dự án với một cái cung đường chính là rộng đến là hơn 30m luôn. Đây là một cung đường chính và sau được con đường này là sẽ nối liền với tất cả các khu dân cư và sẽ là một con đường song song với Nguyễn Hữu Thọ lên đến quận 7, bắt nguồn từ dự án Gia Gai Nhà Bè. Khá đẹp phong quý chị. Với cái cung đường này thì sau này là một cái cung đường chính để di chuyển ra vào dự án, nên sau này là di chuyển khá tiện lợi luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ là bay lay cam lên cao luôn, xem là khu dân cư này nó có vị trí đắc địa như thế nào. Ngoài mặt tiền Ngô Quang Thắm thì nó có những cung đường nào di chuyển qua lại ha. Đây, từ vị trí trên cao thì một cái căn nhà này thì gần như sát bờ sông. Với là ở đây
cái căn nhà này thì gần như là quý anh chị bỏ phố về vườn. Ở đây thì cực kỳ yên tĩnh và an ninh. Ở đây thì quý anh chị gần như là không phải nghĩ đến về cái vấn đề ô nhiễm môi trường hay là những cái vấn đề về gọi là chật chội đông đúc kẹt xe nữa. Và ở đây thì quý anh chị có thể là tận hưởng một cái bầu không khí cực kỳ mát mẻ, phù hợp với những quý anh chị là thích về ở ẩn nơi yên tĩnh, nơi mà xa góc Sài Gòn phố thị ồn ào ha. Và một cái điều đặc biệt là vị trí của căn nhà này nè, gần ngay cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Như Phước Sửu đang bay livecam thì mọi người nhìn thấy đây. Đây là kế bên cái cách khoảng 1 đến 200m thì cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành, hay còn gọi là đường Vành Đai 3, sẽ di chuyển đi ngang qua khu dân cư. Và từ cái vị trí khu dân cư này á thì quý anh chị có thể di chuyển về miền Đông, miền Tây hay là về miền Trung, thì sẽ di chuyển lên cái trục đường cao tốc này. Và sau này quý anh chị có thể di chuyển về đi Cần Giờ tầm khoảng 15 phút, đi sân bay Long Thành 25 phút. Đây là đường cái cao tốc Bến Lức Long Thành nha cả nhà. Chỉ còn vài nhịp nữa thì bắt qua cầu Bình Khánh, thì tuyến đường này sẽ trong năm tới sẽ đưa vào hoạt động và giúp kết nối giao thông một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Một cung đường khá đẹp và là một gọi là tiến độ đang mong chờ nhất của khu Nam trong thời điểm hiện tại. Khi mà tuyến đường Vành Đai 3 hay là đường cao tốc Bến Lức Long Thành đi ngang qua như vậy thì sẽ giúp kết nối khu Nam và cái khu dự án cao tốc Bến Lức Long Thành này sẽ trở thành một cái tâm điểm cực kỳ hấp dẫn để đối với khách hàng đầu tư. Và hiện tại các cái mức giá của cái khu này rơi vào tầm khoảng hơn 30 triệu một mét vuông thôi quý anh chị ạ. Nếu mà cả phần nhà luôn thì với một căn 5x23 thì chỉ tầm khoảng hơn 6 tỷ. Rất là phù hợp cho những quý anh chị có thể là tìm một nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp và sinh lợi lâu dài. Với cái cung đường Phước Sửu đang quay livecam thì đây là bắt qua Nhà Bè và đi qua hướng Cần Giuộc nè, rồi đi qua hướng Bến Lức Long An, và sau đó cái cung đường này sẽ dọc theo cái đường Vành Đai 3 để về hướng Tây Ninh, sau đó là về Bình Dương và kết thúc ở ngã ba Vũng Tàu. Một vị trí khá đẹp không quý anh chị. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp theo thì mình sẽ khám phá một cái homestay gần bên căn nhà này luôn. Khi mà quý anh chị mà trở về với lại cái khu yên tĩnh như vậy thì quý anh chị có thể là đi dọc theo những cái cung đường ven sông của dự án, thì mình có thể là hòa mình vào với thiên nhiên và mình có thể là ăn uống nghỉ dưỡng cắm trại tại những cái nơi homestay mà nhà vườn tại khu Long Thới Lương Đức này. Một cái không gian cực kỳ đẹp và mát mẻ, yên tĩnh, giúp cho quý cư dân ở đây thì có thể là stress sau những giờ làm việc. Cách khu cách quận 7 trung tâm quận 7 tầm khoảng 15 phút đi xe gắn máy và khoảng 4 đến 5 cây số thôi, nhưng mà một vị trí khu dân cư khá đẹp. Tại đây thì như quý anh chị nhìn thấy là một cái homestay kế cận căn nhà mình luôn. Đây, gần như là hòa mình về với thiên nhiên. Ở đây thì trồng khá nhiều loại cây nè, nuôi rất là nhiều loại thú cưng. Ở đây thì con trẻ của mình có thể hòa mình về với thiên nhiên, trở về với những cuộc sống gọi là tay lao động chân tay, với những cái cảnh là vui thú điền viên giống như câu cá giải trí hay là cắm trại, check-in những cái rồi là mình có thể là đua mô tô nước hay là chèo thuyền, rất là nhiều cái trò chơi trong những homestay này đây. Với một cái mức giá của những khu homestay này khá mềm, để cho tất cả những cái du khách mà khi mà cư dân và những du khách tới ở đây thì có thể trải nghiệm những cái hình thức homestay nghỉ dưỡng tại khu vực này. Nó là một cái khu dân cư đẳng cấp và những cái căn nhà ở đây thì khá mềm quý anh chị ạ. Quý anh chị hãy sở hữu ngay để cho mình một cái sản phẩm và một nơi nghỉ dưỡng chỉ cách trung tâm quận 1 tầm khoảng 4 đến 5 cây số thôi. Và quý anh chị có thể là hòa mình về với thiên nhiên và được sở hữu ăn những món ăn ngon và sở hữu những cái vị trí đắc địa tại khu dân cư này nhé. Đây,
như mọi người nhìn thấy thì một cái gam màu khá đẹp, cộng những cái miền sông nước và những cái nơi check-in cắm trại khá thú vị, tạo nên một khu dân cư đẳng cấp, văn minh và gọi là trở về với lại thiên nhiên. Phước Sửu nhắc lại sơ qua là căn nhà ngang 5 dài 23, được thiết kế một trệt hai lầu, sân thượng áp mái. Và quý anh chị cần thêm những cái thông tin về khu dân cư Long Thới Nhân Đức này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha. Phước Sửu sẽ là cung cấp đầy đủ những cái thông tin về nhà bè, là nơi cho quý anh chị có thể là đầu tư sinh lợi, an cư lạc nghiệp. Đừng quên số hotline của Phước Sửu bên dưới 0909 477 288. Phước Sửu chuyên về nhà đất, quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, và đem đến cho quý anh chị một khu dân cư cực kỳ đẳng cấp và mới một mức giá gọi là khá mềm để đầu tư. Và đừng quên like, share kênh của Phước Sửu nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.